chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weebu Time. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua, xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Như đã nhá hàng từ trước, đạo diễn cho anime John Wick đã tiết lộ rằng dự án đang trong quá trình phát triển, và đây sẽ là phần tiền truyện cho tất cả các phần phim điện ảnh trước đó. Câu chuyện tập trung vào nhiệm vụ bất khả thi của John Wick đã thực hiện để nghỉ hưu và về cưới vợ. Anime hứa hẹn sẽ giải đáp toàn bộ quá khứ của John Wick và mang tới một góc nhìn khác về nhân vật này. Theo đạo diễn, đây sẽ là sự sáng tạo lên một tầm cao mới mà phim người đóng chưa thể làm được. Anime Dược Sư Tự Sự nhá thêm một trailer mới trong mùa thứ hai. Video xác nhận phần 2 này sẽ ra mắt sớm thôi, vào ngày 10 tháng 1. Tuyệt vời hơn nữa, nó sẽ kéo dài 2 mùa liên tiếp. Ở phần 2 này, nhân vật chính sẽ gặp hàng tá biến động lớn liên quan tới chính trị quốc gia, không lớn bằng sự kiện tóm phải con ếch. Phần 1 anime kết thúc ở giai đoạn khoảng chap 40 của manga. Anime Gái Loser sẽ có buổi phát sóng đặc biệt vào ngày 27 tháng 10. Đạo diễn của bộ anime cũng tỏ ra cực kỳ tâm huyết với chính series. Ông cho biết, sự quyến rũ độc đáo của các nhân vật nữ sinh trong series này cực kỳ đặc biệt, khác hẳn so với những bộ học đường khác, vì series lấy các yếu tố thất bại về mặt tình cảm để làm trọng tâm cho toàn bộ câu chuyện. Nó chứa đựng những sự sâu sắc và góc nhìn mà các sản phẩm thông thường không bao giờ đụng tới. Chính vì thế, tác giả đã lao đầu vào dự án, quyết tâm tạo ra thứ gì đó có thể gây được tiếng vang về mặt cảm xúc với khán giả, để hình thành ra con hốc trưởng nổi tiếng nhất năm nay. Bên cạnh đó, line novel của series này đang tái bản liên tục, quy mô lên tới gấp 8 hay 9 lần trước đó, và hình như cũng sẽ có thông báo đặc biệt gì đó vào cuối tháng 11 này. Một trailer vừa được tung ra cho chuyển thể anime Có Thứ Muốn Ăn Thì Tôi. Trailer cho biết anime sẽ ra mắt vào khoảng năm sau. Series này thể loại Yuri kỳ ảo, kể về một em gái sống ngoài đảo, do hoàn cảnh nên cảm thấy bị cô lập và chán đời. Mặt khác, thịt em cũng ngon như đường tăng nên hay thu hút quái vật đến. Thế là một em tiên cá tìm đến và gà ăn thịt. Nhà xuất bản IPM nhá hàng bộ này về Việt Nam từ năm ngoái, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ảnh bìa đâu, chắc là đợi anime ra mắt. Theo các leaker gần đây cho biết, manga Nguyên Tội Takopi sẽ được chuyển thể thành anime. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố, nhưng nó đã bắt đầu lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ. Manga là câu chuyện đen tối về một con mực ngoài hành tinh đến từ nơi hạnh phúc, và nó có nguyện vọng đem hạnh phúc đến cho mọi người. Nhưng khi con mực gặp phải một em Suka sống trong một môi trường độc hại, bị bắt nạt và ngược đãi, con mực càng cố chữa lành thì nó càng lành ít dữ nhiều. Cốt truyện đi theo một con đường bất ngờ và đen tối. Trong một sự kiện đặc biệt của nhà xuất bản Bunko, một trailer về anime chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nhẹ nhàng, Thánh Nữ Hoàn Hảo bị ném sang nước láng giềng. Anime dự kiến ra mắt vào năm 2025. Bộ này có mô típ cơ bản của Otome, Thánh Nữ Hoàn Hảo bị ganh ghét, bị hoàng tử là chồng chưa cưới bán sang nước láng giềng, thì bỗng dưng lại được bên đó yêu quý. Một bộ Otome nữa cũng có công bố chuyển thể anime, đó là Chén Thánh của Eris. Câu chuyện kể về một tiểu thư bị vu oan, mất đi địa vị. May mắn lúc đó thì phép màu xuất hiện. Đây là thể loại shoujo nặng về chính trị và nhiều gái sinh. Sau một thằng muốn làm chúa tể bóng cười, thì bây giờ chúng ta sắp có một thằng chuyển sinh muốn làm chúa tể ngân hà. Đây là một bộ isekai được dự kiến ra mắt vào năm sau. Câu chuyện kể về một ông chú bị NTR, bị đuổi việc và rơi vào nợ nần. Isekai sang thế giới vũ trụ robot. Ông chú này nảy sinh ý định làm bạo chúa để trả thù đời. Vào chủ nhật vừa qua, bộ light novel Blade and Bastard đã được công bố sẽ có anime chuyển thể. Light novel của bộ này là sự hợp tác giữa Kumo Kagyu, tác giả của Goblin Slayer, và họa sĩ minh họa của Overlord. Series Dark Fantasy này xoay quanh những hầm ngục và những mạo hiểm giả. Con người có thể hồi sinh những người đã chết, nhưng mà tỷ lệ thất bại rất cao. Một thằng mạo hiểm giả vừa được hồi sinh và quá trình đi tìm ký ức trước kia của hắn. Một bộ webtoon cũng khá nổi là The Beginning After the End sẽ có phiên bản anime và sẽ ra mắt vào khoảng năm sau tại Nhật Bản với 24 tập. Webtoon là một bộ chuyển sinh nổi tiếng, trông na ná thất nghiệp chuyển sinh, nhưng mà không phải, nửa đầu vẫn có nhiều cái hay riêng. Cộng đồng người hâm mộ Dan 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 đã phát hiện ra rằng bộ anime chuyển thể này đang bị kiểm duyệt khi phát sóng tại Trung Quốc. Việc phía đại lục làm căng kiểm duyệt thì không phải là chuyện gì mới. Tuy nhiên, thấy được lũ Weibo Trung Quốc chịu đựng sự kiểm duyệt ra sao chính là niềm vui của chúng tôi. Người dùng Trung Quốc cũng chia sẻ một cảnh thay đổi khác của Momo Ayase khi bị người hành tinh bắt cóc. Trong phiên bản gốc, Momo chỉ mặc đồ lót, nhưng trong phiên bản bị kiểm duyệt, cô xuất hiện với trang phục thể thao gần như che toàn bộ cơ thể. Rất nhiều nhân vật thở ngực trong anime mặc theo vài cái áo trông cực kỳ ngột ngạt. Toàn bộ sứ giả khe nứt cũng bị xóa khỏi cuộc chơi. Điều này làm mình liên tưởng khá nhiều đến những pha kiểm duyệt của huyền thoại For Kids. Đến nay vẫn còn bị đem ra chế meme. Đành phải gửi lời quan ngại sâu sắc đến sứ Trinh Chong khi mà fan service của Dan 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 thuộc dạng đỉnh cao. Như là ở tập thứ 3 đang cực kỳ thu hút,
nhờ nhân tố nổi bật là người bà chú thuật sư. Nói ngắn gọn từ lúc xuất hiện, bà Seiko đã được thể hiện là một nhân vật vừa ngầu vừa hài hước, khiến cho nhiều phân cảnh có sự xuất hiện của nhân vật này thường rất thú vị. Ngoài ra thì những tương tác của nhân vật này với bộ đôi nhân vật chính cũng rất kỳ lạ và hấp dẫn. Và tất nhiên là cả ngoại hình đặc sản anime, khi mà không thấy có cái miếng nào là U80 hết. Manga Dandadan hiện đang bán được 4 triệu bản trong 16 tập. Con số này sẽ còn cao hơn nữa vì anime mới chỉ ra mắt được vài tập. Mặt khác, cười lũ Weibo chinh chong thế thôi, chứ chưa chắc manga đã được mang về Việt Nam. Kaiju số 8 đã bán được 16 triệu bản trong 14 tập, bao gồm cả bản kỹ thuật số. Phần tiếp theo cho anime đã được công bố. Ngoài ra, bạn có thể đọc miễn phí Kaiju số 8 được dịch tiếng Việt trong tuần này. Manga được xử lý bằng AI cho nên là hơi cấn ở câu từ cũng như phông chữ. Trước đây, Manga Plus đã từng có bản tiếng Việt của Spy X Family, One Piece và My Hero Academia. Một romcom mới có vẻ khá hay, lấy bối cảnh trường trung học, nơi 80% học sinh là ma cà rồng. Mỗi ma cà rồng đều có một nô lệ để bù máu. Một em vampire chọn một thằng cu khinh thường ma cà rồng. Mọi chuyện xảy ra khi cả hai biết được rằng thằng này có thể điều khiển bất cứ một ma cà rồng nào đã từng nếm máu của mình. Đột nhiên, chủ và nô lệ đổi vai. Tác giả của Crazy Food Truck sẽ ra mắt một đầu manga mới lấy chủ đề săn kho báu bối cảnh lịch sử. Chuyện có tựa đề là Shogun Gone in America, ra mắt vào ngày 1 tháng 11 năm nay. Chuyện có vẻ sẽ giống Crazy Food Truck trước kia của manga, với bộ đôi ông già và gái trẻ đi chu du miền Tây hoang dã. Một manga miền Tây hoang dã khác lấy chủ đề là Tổng thống Abraham Lincoln. Manga hành động về một cảnh sát chuyên bắt các con buôn ma túy, đang thực hiện một nhiệm vụ thì bị Isekai về thời điểm vài ngày sau khi Lincoln bị ám sát. Anh đứng trước cảnh tượng kinh hoàng của người thổ dân da đỏ bị tàn sát, nhưng đột nhiên Abraham Lincoln xuất hiện và bắn vỡ mồm lũ kẻ xấu. Manga Di thư trên bàn vừa công bố live action sẽ ra mắt vào ngày 31 tháng 1 năm sau. Câu chuyện kể về một lớp học nhận được một bảng xếp hạng bí ẩn. Đứng đầu bảng là một cô gái tốt bụng đột nhiên tự tử. Cái chết của cô khiến cả lớp sốc nặng. Và tệ hơn nữa, tất cả đều nhận được di thư trên bàn. Đoạn sau đương nhiên là về những bí mật đen tối đã xảy ra. Manga Một gia đình như vậy có đáng để giữ lại không đang ra mắt đến tập thứ 11. Câu chuyện kể về một người chồng bất lực nhưng không phải bị NTR, mà là do bị chính người vợ bạo hành tinh thần. Manga theo kiểu xã hội hiện đại, khi địa vị đàn ông trong xã hội dần thấp kém và phải cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ gia đình độc hại. Tác giả của Dược sư tự sự sẽ ra mắt một đầu tiểu thuyết trinh thám mới, Seiyo ni Uso, và sẽ có manga chuyển thể. Manga được thực hiện bởi tác giả từng thực hiện Thám tử một ngày Okitegami, cốt truyện về thời kỳ Trung Cổ bên Tây, xoay quanh một nữ tu mới vào nghề thông minh lanh lợi. Sử dụng khả năng này, cô đã kiếm tiền bất hợp pháp từ đánh bạc. Bất ngờ thay, cô được một hiệp sĩ tiếp cận để tìm ra thủ phạm của một vụ giết người xảy ra ở đó 2 năm trước. Sẽ sớm có 1 tỷ Weibo trên thế giới không phải là một câu nói đùa nữa. Đó là tuyên bố gần đây của chủ tịch Crunchyroll khi trả lời phỏng vấn. Ông nhấn mạnh rằng, anime không còn là một hình thức giải trí độc quyền của Nhật Bản, mà đã trở thành trụ cột của văn hóa đại chúng toàn cầu. Một trong những yếu tố chính trong sự phát triển của anime là sự trỗi dậy của các nền tảng phát trực tuyến, cho phép nội dung được tiếp cận với các khán giả quốc tế. Các dịch vụ như Netflix, MAX, Amazon Video, Hulu và Disney đã nhận ra sự quan tâm ngày càng tăng này và bắt đầu cạnh tranh để độc quyền đối với các bộ anime, cũng như sản xuất nội dung gốc để thu hút người đăng ký mới. Một yếu tố khác thúc đẩy sự phát triển của anime là sự phổ biến của các tài liệu tham khảo và các chủ đề liên quan đến thể thao trong các bộ truyện như Haikyuu, Blue Lock và Hajime no Ippo đã thu hút sự chú ý của không chỉ những người hâm mộ anime mà còn của các vận động viên, nhân vật công chúng trong các giải đấu thể thao lớn và thậm chí là thế vận hội. Thực ra thì 1 tỷ vẫn là hơi ít, có nơi fan người ta còn lên tới tận 9 tỷ cơ. Cosplayer người Nhật nổi tiếng hiện tại mà bọn tôi biết là Enako vừa qua đã đăng tải lên tài khoản Twitter của mình để bày tỏ sự khó chịu của cô về trí tuệ nhân tạo, không trực tiếp đề cập đến các khía cạnh đạo đức, đạo nhái hoặc xâm hại hình ảnh của công nghệ này. Enako muốn chỉ trích AI theo một hướng khác, khi mà nhiều người đã bắt đầu ca ngợi những bức ảnh của cô theo kiểu như chúng giống như được tạo ra bởi AI. Cosplayer đã không ngửi nổi việc lấy AI ra làm chuẩn của cái đẹp như là một lẽ dĩ nhiên. AI không thể tạo ra cái đẹp, nó chỉ có thể tạo ra một sản phẩm trung bình mà con người không cảm thấy xấu. Đó là lý do họ vẫn đang chửi AI từ lúc nó mới xuất hiện cho tới tận bây giờ. Ngoài ra, Liên đoàn Diễn viên Màn ảnh tại Hoa Kỳ đã đình công vào tháng 8 ít nhiều cũng liên quan tới vấn đề này. MAPPA, nổi tiếng với số lượng anime bom tấn đang ngày càng nhiều, họ đang tiến hành sự bành trướng trong những năm gần đây. Vấn đề này đang là tâm điểm để bàn tán trên mạng xã hội. Studio hiện đang có rất nhiều dự án sắp ra mắt,
bao gồm đủ mọi thể loại và dĩ nhiên số lượng là nhiều khủng khiếp. Người ta đã thống kê tất cả những series anime mà MAPPA đã xác nhận phát hành và những cái tên chắc chắn phải ra mắt phần 2 như là Jigokuraku, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen. Con số sản phẩm ấn tượng này thêm một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về các hoạt động lao động tại MAPPA. Đây không phải lần đầu tiên hãng phim vướng vào những tranh cãi liên quan tới việc ôm đồm. Một số báo cáo và khiếu nại đến từ các cựu nhân viên được đưa ra ánh sáng, cáo buộc rằng MAPPA áp dụng giờ làm việc dài với mức lương thấp và hãng phim đã mở rộng với tốc độ không bền vững. Việc tồn đọng các dự án lớn này đã làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe của người lao động và nhiều cư dân mạng lo ngại rằng hãng phim đang hy sinh chất lượng cuộc sống của các họa sĩ hoạt hình để đáp ứng ngày phát hành. Nhân nhắc đến MAPPA thì chính phủ Nhật Bản đang phải đối mặt với những lo ngại nghiêm trọng về các phương tiện truyền thông sẽ tẩy chay anime. Liên Hợp Quốc gần đây đã công bố báo cáo về các vấn đề bóc lột lao động trong các hãng phim hoạt hình Nhật Bản. Những cuộc tẩy chay này có thể dẫn đến việc loại bỏ hoặc ngăn chặn việc phát trực tuyến anime trên các nền tảng như Netflix và Amazon. Trong số những mối quan tâm chính là tiền lương không đủ cho những người làm nghề giải trí, giờ làm việc quá nhiều, thiếu lao động và không có sự bảo vệ hợp pháp cho những người đã có hợp đồng lao động. Việc tẩy chay anime sẽ là một đòn giáng mạnh vào tài chính của Nhật Bản vì anime là chiến lược tiếp thị với mục đích tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản trên phương tiện truyền thông và văn hóa trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc Liên Hợp Quốc cố gắng can thiệp có lẽ sẽ thúc đẩy Nhật Bản cấp tốc giải quyết những vấn đề này hơn vì có vẻ ngành công nghiệp tỷ đô này đang khá bế tắc và thiếu động lực cải thiện. Công ty Mekameka nổi tiếng với các dự án nội dung thực tế ảo đã khai trương một cửa hàng tại quận Shibuya, nơi các VTuber đảm nhiệm việc hỗ trợ khách hàng sử dụng công nghệ thực tế hỗn hợp. Những VTuber có kích thước như người thật này đi bộ quanh cửa hàng để tương tác và giải thích về các sản phẩm có sẵn, mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới, cách mạng hóa khái niệm về dịch vụ khách hàng. Dự án này nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động thông qua việc sử dụng dịch vụ chăm sóc từ xa, đồng thời đảm bảo thu nhập ổn định cho các VTuber. Phần thứ hai của Blue Lock, một trong những series thể thao nổi tiếng nhất hiện nay, đã tạo ra làn sóng đánh giá tiêu cực mạnh mẽ sau khi phát sóng tập gần đây nhất. Theo rất nhiều người đánh giá, thì animation của mùa 2 này không khác gì một cái slide PowerPoint. Việc lạm dụng hình ảnh tĩnh đã khiến cho nhiều fan so sánh chất lượng hoạt hình hiện tại với các series bóng đá khác. Theo ý kiến của các fan, thì bản chuyển thể của AOAC vẫn còn tốt chán. Phần mới nhất của anime Monogatari series đã đi đến kết thúc và ngày này 15 năm trước, cũng là lần đầu tiên các fan chứng kiến ca khúc mở đầu mang tính biểu tượng Renai Circulation, bài hát được cho là quốc ca của Weeaboo. Kể từ khi phát hành, Renai Circulation đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ và đưa tên tuổi của Seiyu Hanazawa Kana lên tầm cao mới, không dừng lại ở Nhật Bản. Vào năm 2015, phiên bản Everybody Circulation ra mắt là bản phối giữa hàng vạn rapper Mỹ đen rap trên nền nhạc của Renai Circulation và Platinum Disco. Bài hát được miêu tả là dành cho các Weeaboo Gang Street. Năm 2018, bài hát đã lan truyền ở Trung Quốc, được biểu diễn trực tiếp bởi Hanazawa. Năm 2021, phiên bản tiếng Anh do ca sĩ người Mỹ Liz Robinette thể hiện đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. 15 năm sau khi ra mắt, ca khúc vẫn tiếp tục là một cái gì đó nghe mãi không chán và có thể coi là biểu tượng văn hóa trong thế giới anime, không chỉ vì âm nhạc của nó mà còn vì tác động của nó đối với ngành công nghiệp. Cho đến nay, bài hát tiếp tục gây tiếng vang trên phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng phát trực tuyến, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của âm nhạc trong việc tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong thế giới giải trí.
Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share, subscribe và donate bằng Super Thanh để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số chuyển động lần sau. À quên mất, chúng mình vẫn đang chờ những bài viết review anime manga ngắn đến từ các bạn nha. Hãy mau chóng gửi tới Weebu Time để nhận những phần quà hấp dẫn nào.